đủ rồi. Nên dặn trước không mà hay gì đâu, cái đó thì không biết, nhưng mà cái chuyện đó ông anh thì em đi làm à. Tùy duyên ha, gặp đông mùa đó ha. Rồi, xin chúc cho đạo tràng quý vị dặn sự như ý nha, tâm nghĩ sự thành hay gì đâu. Cảm ơn quý vị và mọi người lắm ạ.
cà phê hả con? Không.